Xin chào các bạn, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đảo chiều công tắc điện thông minh của Lumi bằng cách nhóm binding. Nhóm binding thì nó có một ưu điểm, đó là khi mà HC mất kết nối hoặc mất mạng thì công tắc vẫn có thể đảo chiều với nhau được. Thì điều kiện để chúng ta có thể cài đặt nhóm binding đấy thì cả hai công tắc bạn muốn cài đặt nó phải được cùng một HC quản lý. Ở đây mình đã cho gia nhập cùng một HC. Thì trước tiên thì bạn sẽ nhấn giữ công tắc ở nút công tắc gốc hoặc công tắc đảo chiều cũng được. Mình sẽ nhấn giữ trong 10 giây. Đèn hồng nhấp nháy lần thứ nhất này. Sau đó sẽ nhấp nháy rồi bạn thả tay ra. Ấn vào nó một lần nữa thì nó sẽ chuyển sang đèn màu hồng. Sau đó bạn sẽ di chuyển đến vị trí mà bạn muốn cài đặt đảo chiều. Bạn cũng làm tương tự, nhấn giữ cũng 10 giây tương tự như vậy. Với cài đặt đảo chiều bằng nhóm thì khi HC mất mạng thì hệ thống sẽ không đảo chiều được, nhưng mà cài đặt binding như này thì sẽ vẫn đảo chiều được. 10 giây rồi nhé, bạn thả tay ấn thêm một lần nữa. Không được rồi, như này cũng chưa được, nó phải đèn màu hồng cơ. Nhấn giữ rồi 10 giây. Rồi, đèn hồng nhấp nháy, thả tay. Nhấn một lần nữa, đèn nhấp nháy màu hồng. Khi mà đèn nhấp nháy màu hồng thì ở đây nó cũng xác nhận là có đảo chiều này. Các bạn quay lại nút gốc và ấn nút config. Ở đây có nút config. Đó, các bạn ấn 2 lần xác nhận. 1, 2. Rồi, xác nhận. Và bây giờ chúng ta có thể bật tắt đảo chiều được. Đó, bạn thấy mình đang bật tắt ở đây. Thì ở đầu giường này chúng ta cũng bật tắt được. Ok. Thường thường đảo chiều này sẽ, mình hay đảo chiều ở vị trí đèn phòng ngủ và cầu thang, hành lang. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video.